Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Sở Công thương vừa có buổi làm việc nắm tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của công nhân tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Lọng. Theo báo cáo của lãnh đạo các đơn vị, bên cạnh những thuận lợi, quá trình sản xuất kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể như tình hình cung ứng điện từ cuối tháng 5 năm 2023 đến nay không ổn định, ảnh hưởng đến việc vận hành các dây chuyển sản xuất. Nguồn nguyên liệu quang apatit chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất biến động giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, giá bán các sản phẩm trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn vương mắc của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo giải quyết các nội dung trong lĩnh vực thẩm quyền của mình, đề nghị các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, kỹ sư, công nhân về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, quan tâm kết nạp đảng viên, đoàn viên công đoàn Đối với hoạt động của tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp theo hướng thiết thực hiệu quả giúp doanh nghiệp phát triển bền vững